Đẹp là tươi là trẻ. Đẹp là khỏe là vui. Đẹp là có tên mà không có tuổi. Jade. Đẹp là khỏe khởi đầu tại đây. Jade. Những sản phẩm thiên nhiên từ Nhật Bản và Hàn Quốc nguyên thủy, chính hãng đã được tín nhiệm trong những năm qua. Chúng tôi không ngừng cải thiện để có những sản phẩm hoàn mỹ làm tăng sự tươi trẻ, giúp sức khỏe dồi dào, sống lâu luôn thấy trẻ, sống mãi luôn thấy khỏe. Mua quà tặng mình và tặng người thân không chi sánh bằng. Đẹp là khỏe khởi đầu tại đây. Xin hãy gọi ngay số điện thoại 855-922-5233. Hằng Ni xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong xã hội của chúng ta hiện nay, nếu muốn có thêm sự tự tin để có thể thăng tiến và thành công trên những ước mơ của mình, những yếu tố quan trọng chúng ta cần phải có. Thứ nhất đó chính là trí tuệ, thứ hai đó là sức khỏe và thứ ba, kính thưa quý vị, rất là quan trọng, đó là nhan sắc. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có quá nhiều những cái sản phẩm giúp chúng ta cải tiến sức khỏe và nhan sắc của mình. Tuy nhiên, làm sao chúng ta biết được sản phẩm nào an toàn nhất để chúng ta có thể dùng trên người của mình? Vì thế cho nên, trong phòng thu của Little Saigon TV hôm nay, Hằng Ni rất là hân hạnh được nói chuyện cùng với bác sĩ Huỳnh Gia Bảo, là đại sứ của công ty Jade, đến đây cho chúng ta thêm về những cái thông tin một trong những sản phẩm bán chạy nhất của công ty. Trước hết thì Hằng Ni, hello, chào bác sĩ Huỳnh Gia Bảo. Hello Hằng Ni, Huỳnh Gia Bảo xin kính chào quý vị. Và ngày hôm nay Huỳnh Gia Bảo và công ty Jade rất hân hạnh gửi đến quý vị một sản phẩm với công thức mới do chính mình chọn lọc từ Okinawa, Japan. Okay. Không pha hóa chất, và sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên có tại thị trường, đó là Amino Fucadan. Quý vị biết không, trước khi lên talk show thì anh Huỳnh Gia Bảo nói với Hằng Ni là hôm nay chạy vòng vòng cả ngày, nào là đến với clinic để chữa trị cho bệnh nhân, rồi bây giờ đến đây để thu cái chương trình này, thì anh rất là mệt mỏi. Tuy nhiên khi mà gặp anh Huỳnh Gia Bảo thì anh lại có rất nhiều energetic. Không hiểu tại sao anh có quá nhiều mà sức như vậy anh á? Thực sự thì một năm vừa rồi thì Bảo có cơ hội đến qua thăm viếng nước Nhật. Thì lúc đó mình... nhìn vòng quanh mình thấy là người Nhật tại sao mà họ có energy. Tại vì thường thường ở Mỹ thì mình làm chỉ có 8 tiếng thôi, nhưng mà ở bên Nhật thì họ làm là thường thường là 12 tiếng một ngày, và họ làm rất là hăng say và lúc nào họ cũng có energy. Thì từ đó mà Bảo phát hiện là tại vì họ, người Nhật hay uống thuốc supplement, và cái chính á mà cho họ energy đó là amino acids. Và vì vậy ngày hôm nay như quý vị đã biết về Fucadan rồi, nhưng mà ngày hôm nay Bảo muốn giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới có amino acids cộng thêm với Fucadan để gửi đến quý vị. Thường thường thì Fucadan thì quý vị khán giả cũng có thể đã nghe qua rồi, nhưng mà amino acids là như thế nào, anh Huỳnh Gia Bảo có thể giải thích thêm được không ạ? Đúng rồi, thường thường là những người mà mình không có đủ energy, cho những người trẻ thì người trẻ thường thường là cần phải cái sức khỏe để tập thể thao. Còn những người mà đang đi học thì mình cần cái sức khỏe để ngồi ở trong lớp, ngồi ở trong trường. Vì vậy mà lúc đó Bảo mới nghĩ đến là amino acids, thì bỏ cái chất amino acids vô cộng thêm với Fucadan thì để cho mọi người bớt mệt mỏi, để có sức khỏe, để có thể go to the day. Có nghĩa là amino acids có thể cho chúng ta thêm sức khỏe để có thể có nhiều năng lượng trong mỗi ngày, phải không ạ? Còn Fucadan, cho quý vị nào mà chưa biết về Fucadan, bác sĩ Huỳnh Gia Bảo có thể giải thích thêm. Đúng vậy, Fucadan thì tăng sức đề kháng, chống lại những bệnh tật trong cơ thể. Và họ Fucadan cũng có thể giúp là cho mình là để cho cái bắp thịt cơ thể của mình, để cho nó có những cái joints của mình nó có nhiều chất nhờn hơn. Và cho những người mà thường thường mà bị bệnh tim, yếu tim, thì nó làm cho mình có cái giống như là nó boost cái cardiovascular system ở trong người của mình. Vì vậy mà có cái chất amino acids thì quý vị có thể đi qua khỏi một ngày mà không bị mệt mỏi. Tối quý vị có thể ngủ được, nhưng mà sáng thức dậy thì quý vị có rất là nhiều energy để chuẩn bị thêm một ngày mới. Có nghĩa là thường thường thì quý khán giả cũng như các cụ cũng hay nói đó là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, phải không ạ? Thì sản phẩm amino Fucadan này có thể giúp chúng ta phòng bệnh trước khi bị bệnh. Đúng vậy. Thì như chúng ta biết thì nếu mà mình ăn được, ngủ được, cái đó là rất là thần tiên. Ăn được, ngủ được là tiên. Đúng vậy, đúng vậy. Vì vậy mà với cái chất amino acids cộng với Fucadan thì sẽ làm cho quý vị có hứng để có thể ăn được. Nhưng mà ngược lại, tối thì có thể ngủ được, và sáng thức dậy thì mình không bị mệt mỏi, mình có thể có đủ energy để qua khỏi một ngày mới.
có nghĩa là giúp cho quý vị có appetite nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn, ngủ ngon hơn, phải không ạ? Đúng vậy. Nhiều người order, thường thường người ta hay mua Fucoden là tại vì có thể là để ngừa cái progression của bệnh ung thư. Và thường thường mà những người mà bị những chứng bệnh như là ung thư thì người ta phải đi qua một cái chemotherapy. Ừ. Thì một khi mà mình đi qua cái chemotherapy thì cái con người của mình rất là mệt mỏi và có những cái side effects, những cái nó gọi là side effects đó, như là buồn nôn, ối mửa và thậm chí rụng tóc. Vì vậy với cái chất amino acids thì nó có thể nó giúp những người bệnh ung thư giảm bớt những cái side effects đó. Chắc chắn là những cái nguyên liệu thiên nhiên rất là tinh khiết từ amino fucoden này sẽ giúp cho quý vị cải thiện sức khỏe của mình và nhan sắc của mình. Tuy nhiên, Honey biết được là có quá nhiều những cái nguyên liệu ngoài kia đi trên khắp thế giới mà bác sĩ Huỳnh Gia Bảo có thể chọn được. Tại sao bác sĩ lại qua đến bên Nhật chọn amino acid và fucoden? Tại vì sau này thật sự những cái nguồn gốc của những cái thuốc thực phẩm chức năng mình không biết cái nguồn gốc thật sự từ đâu. Đối với Bảo đó, Bảo rất là thích cái nước Nhật. Vì vậy mà cái nước Nhật, vì vậy nhiều khi mình nói là tại vì người ta ăn cá, người ta ăn salmon, ăn cá, người ta sống một cái đời sống rất là khỏe mạnh. Vì vậy mà người ta sống lâu. Thật sự đối với Bảo đó thì cái sống lâu không có quan trọng, nhưng mà sống mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào thì cái đó là cái quan trọng nhất. Vì vậy mà mình, lúc mà mình đưa những cái sản phẩm của mình đưa ra thị trường cho cộng đồng của chúng ta thì mình phải biết nguồn gốc của họ. Vì vậy mà Bảo trong vòng trong năm vừa rồi mình đã bỏ rất là nhiều thời gian ở bên Nhật và cộng tác nhiều với những người bác sĩ nổi tiếng ở bên Nhật để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất, chính gốc, đó là chính từ ở bên Nhật đưa đến tất cả mọi người. Quý vị nhớ nha, cái message của bác sĩ Huỳnh Gia Bảo đưa đến cho quý vị đó là không cần phải sống quá lâu, sống 5, 6, 50 năm cũng được, nhưng mà phải sống cho nó đáng. 50, 60 năm hơi ít. Hơi ít đối hả? Đối với Bảo thì không sống lâu là có nghĩa là sống cỡ tới 80, 90 là đủ rồi đi ơi. 80, 90 đủ rồi, không cần đến 100. Anyways, như thế này nha, tại vì khi mà đọc về những cái sản phẩm này, Honey muốn có một cái câu hỏi là không biết cái sản phẩm này có phải là cho riêng phụ nữ hay không? Hay là cho người già, hay là tất cả mọi lứa tuổi có thể dùng được? Amino Fucoden là dùng cho tất cả những người từ trẻ cho tới những người lớn tuổi. Những người trẻ thì mình có thêm energy, sức khỏe để có thể là học hỏi, đầu óc minh mẫn hơn. Còn những người phụ nữ thì có thể là chống lão hóa, làm cho da đẹp đẽ, chống lão hóa. Cho những người lớn tuổi thì nhiều khi người ta hay bị bệnh mệt mỏi, đầu vai, đầu chân, đầu lưng. Thì cái thuốc amino fucoden cũng có thể giúp quý vị sống với trí nó gọi là minh mẫn hơn, đầu óc có thể là mạnh mẽ hơn. I see. Thôi như vậy nhá, đều là giúp cho người trẻ, người già. Nhưng mà Honey biết là những cái nguyên liệu mà nó có cái chất thiên nhiên và tinh khiết trong đó đó anh Huỳnh Gia Bảo, thường thường nó cũng có thể giúp cho đắng mày râu nữa, ví dụ như là cường tráng hơn, thì không biết sản phẩm này có hay là không. Cường tráng hơn, tùy theo Hằng Niên nói cường tráng là cường tráng đầy gì. Đơn giản là như nhưng thế này. Mà thật sự Amino Fucoden sẽ cho quý vị thêm sức khỏe để quý vị có thể yêu đời hơn. Yêu đời hơn, chắc chắn là như vậy. Như thế thì nếu như quý vị muốn biết thêm về thông tin của cái sản phẩm này thì không biết quý vị phải liên lạc từ đâu thưa bác sĩ? Hiện giờ công ty Jade đang có một cái chương trình promotion, đó là mua 2 Amino Fucoden được tặng một Supreme Fucoden. Nhiều người hay hỏi là ủa tại sao mua 2 Amino Fucoden mà được tặng một cái Fucoden, là tại vì công ty của chúng tôi muốn quý vị dùng 2 thứ để quý vị có thể so sánh được. Và hiện giờ quý vị có thể gọi đến công ty, đó là số điện thoại là 855-922-5233. Còn những người nào mà muốn liên lạc thẳng với Bảo thì quý vị cũng có thể gọi tới số điện thoại của văn phòng của Bảo. Dạ vâng, hay thế này nha, chúng ta vẫn còn tí xíu giờ thì Honey muốn hỏi như thế này. Lúc nãy bác sĩ nói là có cái Amino Fucoden và Supreme Fucoden. What is the difference? Cái sự khác biệt như thế nào? Thì như là ở ngoài thị trường thì nhiều người chúng ta đã quen thuộc với cái Fucoden rồi. Nhưng mà trong cái chương trình này thì Bảo có nhắc là Bảo đã đi tới Nhật để Bảo tìm những cái chất lượng mới mẻ để bỏ vô để hòa hợp chung với cái Fucoden. Vì vậy mà cái ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là Amino Fucoden, đó là amino acids cộng chung với Fucoden. Vì vậy hiện giờ quý vị có thể mua 2 Amino Fucoden được tặng một cái Fucoden thường. Nhưng mà cái lý do mà chúng tôi đang có một cái chương trình promotion như vậy là tại chúng tôi muốn quý vị
dùng thử hai loại và so sánh. Vì vậy, Aminofucadent đây là công ty, đây là sản phẩm duy nhất chỉ có bán tại công ty Jade. Rất là hay, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, một lần nữa quý vị muốn liên lạc với công ty AJ qua số điện thoại đó là 1-855-922-5233. Một lần nữa đó là 1-855-922-5233. Hằng Ni mong rằng sau talk show này quý vị cũng có thêm những cái thông tin và kiến thức để cho chúng ta có thể minh mẫn hơn, chọn một sản phẩm giúp cho mình có thêm sức khỏe và nhan sắc. Một lần nữa Hằng Ni xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và cũng cảm ơn bác sĩ Huỳnh Gia Bảo đã đến với talk show ngày hôm nay. Ngày hôm nay Huỳnh Gia Bảo rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay. Và một lần nữa Huỳnh Gia Bảo muốn hân hạnh gửi đến quý vị Aminofucadent. Đây là lần đầu tiên có tại trên nước Mỹ. Nếu quý vị cần thêm chi tiết hoặc liên lạc với chính Bảo, xin quý vị hãy gọi số điện thoại là 855-922-5233. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin kính chào quý vị. Đẹp là tươi là trẻ. Đẹp là khỏe là vui. Đẹp là có tên mà không có tuổi. Jade, đẹp là khỏe, khởi đầu tại đây. Jade. Những sản phẩm thiên nhiên từ Nhật Bản và Hàn Quốc, nguyên thủy, chính hãng, đã được tín nhiệm trong những năm qua. Chúng tôi không ngừng cải thiện để có những sản phẩm hoàn mỹ, làm tăng sự tươi trẻ, giúp sức khỏe dồi dào, sống lâu luôn thấy trẻ, sống mãi luôn thấy khỏe. Mua quà tặng mình và tặng người thân không chi sánh bằng. Jade, đẹp là khỏe, khởi đầu tại đây. Xin hãy gọi ngay số điện thoại 855-922-5233.